Xin kính chào quý vị khán thính giả của uh, Đài Phát Thanh uh, của chương trình bông lúa vàng lời chào trân trọng nhất. Uh, hôm nay Thanh Hằng được hân hạnh uh, được ban tổ chức uh, của chương trình đã mời Thanh Hằng uh, ngồi trong uh một cái ghế của được thể hiện là một ban giám khảo à, thanh hằng rất là trân trọng và trân quý à, những cái gì mà quý vị đã đặt để cho thanh hằng à, thanh hằng hy vọng rằng trong cái chương trình này sẽ thay đổi nhiều hơn và sẽ có những cái gì mới để chúng ta đào tạo thêm những thí sinh những các em đã yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương của dân tộc việt nam mình sẽ có những cái gì hay những cái gì mới của các bậc tiền bối đi trước để truyền lại cho tất cả các em để chúng ta bảo tồn mãi uh, bộ môn nghệ thuật cải lương của dân tộc việt nam xin trân trọng và xin kính mời tất cả toàn thể các em thí sinh những ai đã yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương hãy đến để đăng ký trong chương trình bông lúa vàng để chúng ta hội ngộ nhau để chúng ta học hỏi thêm những cái gì cái gì hay cái gì đẹp cái gì mới của sân khấu cải lương xin chân thành cảm ơn rất nhiều